đầu óc nó ra dẻo gì được. Dạ. Nó đang bêu ra mình. Cái lạc cụ già năm nay là mới có 72. Tưởng lạc cụ năm nay 83 tuổi rồi mà. Già nhỉ. Đấy, hơn 70 tuổi vẫn đéo cây khỏe các bạn. Phải tay trái cái gì này. Chứ đéo phải là tay phải. Tay trái. Chụp gì đâu. Hôm nay bận quay. Hả? Hôm nay cho bạn. Cái này để đâu? Mấy trang trên trang bạc này em biết mẹ đào được ra.